mình làm video chia sẻ về đoạn đường đi ra quận 7 ở nhà, đoạn đường ra khu nhà giàu quận 7 giờ nó ra sao. Đây là đoạn đường Nguyễn Linh đang di chuyển hướng từ Bình Chánh về khúc Nguyễn Linh nào đây ra. Trịnh Quang Nghị nha, từ đường Nguyễn Văn Linh cắt ngang Trịnh Quang Nghị này, quẹo bên tay mặt nó về Cần Đước quá, quẹo bên tay trái là về quận 8. Còn
mình đi thẳng về khu chế xuất Tân Thuận quận 7. Thành phố Hồ Chí Minh rất là lớn.